Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Bằng không có đi làm nên là ở nhà rảnh nên là đưa bé Ân đi chơi. Hiện tại hai cha con em đang đạp xe đạp đi vòng vòng cái khu nhà mà tụi em ở á. Và đi ngang ở đây thì thấy rất là nhiều thùng rác họ đang để phía trước nhà. Đây, quay cho mọi người coi. Các bạn thấy không? Đó, quá trời luôn. Bên đây nữa. Những cái thùng rác này là do chủ nhà họ mang ra bởi vì hôm nay là ngày đổ rác. Bình thường thì mình sẽ không có thấy mấy cái thùng rác ở trước nhà đâu, họ sẽ để phía trong. Nhưng mà hôm nay tới ngày đổ rác của khu này nên là mọi người đều phải mang thùng rác ra đây để phía trước nhà để cho xe tới đổ rác. Bởi vì bên đây mà nếu mình không mang ra, nghĩa là họ nghĩ là mình không có đổ thì họ cũng không muốn vô họ kêu mình đâu. Nên là mình phải tự giác vô mình đem ra. Và bình thường thì mọi người trước khi sáng dậy họ đi làm thì họ phải mang ra trước hoặc là họ mang vào tối đêm trước nữa. Để sẵn ở đây. Và được phân loại ra sẵn luôn. Đó. Theo từng màu từng thùng. Và tí xíu nữa thì sẽ có xe đổ rác đến để họ lấy cái rác, và bên đây họ đổ rác một cách rất là tự động và mình không có cần phải tốn sức gì cả, mình chỉ cần để đó thôi, và tới thì cũng sẽ có máy nó kéo lên nó đổ chứ cũng không có ai xuống lấy cho mình hết. Có một xe đổ rác họ đang đi họ lấy rác các bạn thấy không? À, có cái cần cẩu á, nó tự nó kẹp cái thùng rác đó, nó đổ vô trong cái xe luôn, và chỉ có một người duy nhất đang lái xe thôi. Nó khác với bên Việt Nam của mình là Việt Nam mình sẽ có 2-3 người xuống khinh thùng rác bỏ lên, còn bên đây thì máy nó làm hết luôn và nhìn rất là đơn giản các bạn thấy không. Nhưng mà nó cũng có đôi khi nó gặp những cái sự cố không như mong muốn, là cái thùng rác do nó bị quá nhiều hoặc là nó bị tràn ra đó, thì khi mà họ dỡ lên nó đổ qua tùm lum bên ngoài đó nè. Quay cho mọi người cùng coi nè. Quá đơn giản đúng không? Ok. Chào mọi người, hiện tại thì Bằng đang ở một cái công viên ở gần nhà, và ở Mỹ có rất là nhiều công viên các bạn, và hầu như mỗi thành phố đều có vài cái công viên. Và cái việc mà trồng cây xanh hoặc là những cái thảm cỏ xanh vậy nè, nó sẽ giúp lọc cho không khí nó sạch hơn. Và ở Mỹ họ đề cao cái vấn đề đó rất là cao, nên là hầu hết là mọi gia đình, mọi nhà nếu mà có đất đều phải dành ra một phần đất để trồng cỏ hoặc là trồng cây xanh. À, mình không thể nào mà đổ hết xi măng hoàn toàn cái sân nhà mình mà phải theo quy định của từng city. Thì ở đây cũng vậy thôi, các bạn thấy không? Có một cái công viên nằm ở giữa cái khu dân cư rất là lớn. À. Và trong cái công viên này nó cũng sẽ có một khu dành cho trẻ em để chơi. Đó. Hầu hết tất cả những công viên ở Mỹ đều có một cái khu dành riêng cho trẻ em để chơi. Và nó cũng có đầy đủ các cái đồ mà những cái đồ mà chơi của trẻ em á. Những cái cầu trượt hoặc là những cái bãi cát để cho chị em có thể ra đó chơi, xích đu đầy đủ hết. Và ngoài ra thì sẽ có thêm một khu nữa để cho người lớn chơi, là một khu để quýnh tennis. Bạn thấy có mấy cô chú lớn tuổi đang quýnh tennis bên kia đó. Và những cái sân cỏ này á, là mình được phép sử dụng với đúng theo cái quy định của từng cái công viên. Tại vì mỗi công viên nó sẽ có quy định riêng, và mình cần phải đọc ở phía trước khi mà mình vào á, có một cái bảng nó sẽ ghi ở đây mình có thể cắm trại, ở đây mình có thể nghỉ lại qua đêm, hoặc là ở đây mình có thể, đó là tùy theo mỗi một cái công viên, không phải tất cả công viên đều áp dụng giống nhau nha các bạn. Bởi vì hầu hết là những cái công viên này á, là nó sẽ cho các bạn có thể ra đây nướng thịt ăn, hoặc là các bạn có thể ra đây để tổ chức một cái buổi party, hoặc là mình có thể ra đây để mình vui chơi vào dịp cuối tuần, hoặc là mình có thể ra đây quánh cầu lông, hoặc là mình có thể chơi đá cầu, tùy theo mình sở thích mình muốn làm gì mình làm, miễn là cái công viên nó không cấm thì thôi. Đó. Và ở đây thì cái nào mà không cấm thì mình được phép làm, mà khi mà mình đã làm những điều mà bị cấm thì mình sẽ bị phạm pháp, và lúc đó mình sẽ bị phạt. Bằng đang ở trước một cái trường học của Mỹ các bạn, và trường học này gần ở nhà Bằng ở, trong tương lai là bé Ray sẽ học ở đây. Và các bạn thấy nè, trường học rất là rộng từ phía bên kia.
Dạ, bên đây luôn. Đó, lớn ghê không? Và lúc nào cũng vậy các bạn, trong trường học sẽ có một khu để cho các bé chơi trò chơi nằm phía bên kia, và một cái sân vận động để cho mình các học sinh nó có thể chơi những cái trò chơi mà thể thao, ví dụ như là đánh bóng chày hay là bóng bầu dục hay là chơi bóng gỗ đó, thì nằm sân phía bên kia. Nó có sân vận động đàng hoàng luôn và nó có khán đài luôn để dành cho những cái phụ huynh muốn đến coi con mình chơi thì có thể vô đó ngồi. Và đặc biệt ở Mỹ các bạn, trường học ở Mỹ cái phòng học rất là nhỏ, nó nhỏ lắm. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái khu lớp học này. Nó chỉ bằng cỡ khoảng 1/3 tổng diện tích của cả cái trường này thôi, nó nhỏ lắm và cái phòng học nó rất nhỏ. Bởi vì đối với Mỹ á, cái việc học ở trường nó chỉ là điều cơ bản thôi, và cái việc mà cho những cái trẻ em nó cùng vui chùa chơi với nhau á, nó có teamwork á, mới là cái vấn đề quan trọng. Và việc học ở trường nó không quyết định cái sự thành công của trẻ em sau này, mà nó là do cái nhận thức của mỗi đứa. Nên là khi mà đi học ở Mỹ á, thầy cô đề cao cái vấn đề tự lập và đề cao vấn đề tự học của các bé. Bởi thế mà ở Mỹ không có sách giáo khoa, các bạn biết không? Mỗi một cô giáo, mỗi một thầy giáo họ sẽ có giáo trình dạy khác nhau và mỗi một trường lại có một cách dạy khác nhau. Nhưng mà nhìn chung mỗi đứa khi ra trường đều có những cái nhận thức tốt và nhận thức để làm một cái con người tốt và thành công hết các bạn. Bởi thế mà rất là nhiều người thích được đến Mỹ du học, hoặc là mọi người thường hay khen giáo dục của Mỹ nè, chủ yếu là chơi là chính chứ không có học nhiều. Bạn thấy không? Trường học rất là nhỏ, lớp học nhỏ nhưng mà sân vận động và để vui chơi thì lớn. Ok, mốt bữa nay học trường này nha. À đi. Sao vậy? Ừ, trường đó đó, đúng rồi đó. Học đúng rồi, Úc học trường đó. Nó chỉ trường. Từ nhà bằng qua trường này gần lắm. Bằng quay tiếp cho mọi người coi, đây là một cái xe bán đồ ăn các bạn, gọi là food truck. Cái xe này họ sẽ có đồ ăn và họ bán, nhưng mà không phải không muốn chạy đâu, họ bán cũng được các bạn, bởi vì họ phải đăng ký. Nó giống như một cái cửa hàng lưu động vậy đó, nhưng mà nó phải có địa chỉ, các bạn thấy không? Ở bên cái xe này nó có một cái địa chỉ đó, thì cái địa chỉ này đậu ở chỗ nào thì họ phải ở chỗ đó, họ chỉ được phép bán ở đó thôi. Còn bình thường họ có thể lưu thông nhưng mà họ không được phép bán, họ chỉ được bán ở ngay chỗ họ đăng ký thôi. Thì cái xe này họ đăng ký họ bán gần trường học, nên là đợi khi nào mà học sinh bắt đầu ra học á, họ mới bắt đầu bán. Nghĩa là họ bây giờ họ vẫn có thể ở đây hoặc họ đang ở đâu đó nhưng mà họ chưa có bán, bởi vì không có khách đó các bạn. Và những cái xe này họ bán giống như là một cái cửa hàng tiện lợi đó, nó có đầy đủ mọi thứ trên đó luôn. Nó giống như là những cái tiệm tạp hóa ở trước cổng trường mà ngày xưa ở Việt Nam mình đi học vậy đó, họ bán đủ thứ mọi thứ trên đời, đồ chơi trẻ em có, thức ăn cũng có, bánh trái cũng có, kẹo cũng có. Ok, và bây giờ thì họ chưa có bán nên là bằng chưa quay được cho mọi người coi. Hy vọng hôm nào bằng ghé đây họ bán, bằng sẽ quay cho mọi người coi nha. Đây là đường để vô cái khu mobile home các bạn. Thường thì cái cổng vào á, trước khu mobile home á, sẽ có một cái khu giống vậy, đó là cái khu office của mobile home. Mình muốn thuê nhà thì mình phải tới đó mình làm việc. Còn đây là những cái nhà ở trong mobile home nè, có chỗ đậu xe, có nhà, có vườn. Nó giống như một cái nhà bình thường, không có khác gì nhiều, chỉ có cái là nó có thể di chuyển được. Nói di chuyển thì nhiều người nghĩ là nó có thể đẩy được, nhưng mà thì cũng phải là phải cần phải có xe kéo đi. Trước nhà này trồng một cây cam quá trời trái luôn. Wow, trái quá trời trái luôn. Ở trước nhà này trồng một cây cam quá trời trái các bạn. Coi nè. U cha. Đã. Bởi vì đây là vườn cam mà. Ngày xưa ở đây là vườn cam. Rất nhiều cam. Cali nổi tiếng cam và quận cam còn nổi tiếng về cam hơn nữa. Mình đang ở trong khu mobile home và quay cho mọi người coi nè, xung quanh. Những cái nhà mobile home này ở những tiểu bang khác thì có thể nó rẻ mà cũng sẽ ít người ở loại nhà này lắm. Nhưng mà ở bên ở California thì cái mobile home là một trong những cái nhà mà người ta chọn ở nhiều nhất, bởi vì giá nó rẻ các bạn. Để mua được một căn nhà house bình thường á
thì nó mất từ khoảng 500-600 ngàn, cũng tùy vào khu vực. Nhưng mà một căn mobile home thì nó có giá khoảng vài chục ngàn cho đến cỡ 100 thôi. Cũng có nhiều căn đẹp hơn thì có giá khoảng 200. 200 là căn nhà mobile home xịn lắm á. Nếu bình thường thì vẫn vài chục ngàn cho tới 100 ngàn. Ở California giá nhà mobile home rất là mắc. Và hầu hết đây là lựa chọn của những người mới đến Mỹ định cư. Mình nếu mình nhìn bên ngoài thì các bạn nghĩ nó cũng bình thường thôi. Nó cũng giống như một căn nhà house bình thường thôi. Bởi vì nó cũng có đầy đủ trang thiết bị hết. Nhưng mà các bạn phải trả tiền thuê đất mỗi tháng. Còn bình thường các bạn mua nhà house thì các bạn phải đóng thuế tiền đất mỗi năm. Thì ở đây các bạn phải trả tiền thuê mỗi tháng. Nhưng mà tính ra thì trả tiền thuê mỗi tháng cũng cao lắm á các bạn. Nhưng mà bù lại thì mình mua cái nhà rẻ hơn. Đó, quay cho các bạn coi nè. Vườn cây quá trời các bạn thấy không? Cây quýt, cây chanh, quá trời. Nó trồng nhiều thứ lắm. Biệt thì cái khu mobile home này nằm trên đường Bosa nữa, và nằm ở khu Lido Sài Gòn. Giá nó rất là mắc các bạn. Không hề rẻ đâu. Bởi vì bản thân giá thuê nhà ở Lido Sài Gòn đã rất cao rồi, cao hơn so với những khu vực khác nhiều lắm. Người Mỹ họ nói rằng khu Lido Sài Gòn này giá nhà bị quá giá mà, nghĩa là nó bị cao quá mức á. Nhưng mà điều đó không đúng. Bởi vì ở Mỹ này các bạn không phải mình muốn cho thuê nhà bao nhiêu tiền là mình cho. Nó đều phải thông qua nhiều cái cơ quan hết. Không phải tự ý mình có quyền tăng tiền nhà. Bởi vì ở bên đây á, họ bảo vệ người thuê nhà và bảo vệ cả chủ nhà nữa. Nên là khi mà chủ nhà họ tự ý tăng tiền nhà mà vượt cái mức cho phép của thành phố á, họ cũng vi phạt á. Và nếu các bạn biết các bạn đi báo họ sẽ bị phạt. Nên là họ không dám làm bậy không. Quay cho mọi người coi. Lý do mà cái khu này đắt á, là bởi vì người Việt sinh sống rất nhiều. Và đa phần những người Việt mới đến Mỹ định cư hồi khi là chọn Lido Sài Gòn hết. Bởi vì đây không cần xài tiếng Anh. Hai chú. Tôi. Chú đang dễ cây. Khá dễ thương. Ở đây mọi người họ rất là dễ thương các bạn. Bởi vì các bạn biết không? Đi làm á, full time, một tuần 5 ngày 40 tiếng. Mỗi ngày 8 tiếng. Nếu mà có overtime luôn thì làm một tuần 6 ngày. Cũng có nhiều người họ vì điều kiện không cho phép họ phải đi làm luôn cả một tuần 7 ngày. Nên là ít có cơ hội được nói chuyện với người khác. Nên là khi mà có ngày ở nhà rảnh rỗi, họ thường họ sẽ đi chơi, đi gặp bạn bè, đi qua nhà người thân. Hoặc là họ làm thỉa cây, trồng cây gì đó. Tùy theo sở thích của họ. Và khi mà họ thấy người khác á, thường hay hello, chào. Hoặc là họ sẽ nói chuyện. Bởi vì ít có cơ hội được nói chuyện các bạn. Nói điều đó thì chắc sẽ có nhiều người ở nước ngoài, không phải ở Mỹ, không hiểu được. Bởi vì ngày trước ở Việt Nam Bằng rất là rảnh. Bởi vì công việc của Bằng không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Một tuần Bằng chỉ đi làm có vài ngày thôi. Rồi Bằng nghỉ ngơi vài ngày, sáng uống cà phê, ăn sáng. Nhưng ở Mỹ sao không có chuyện đó đâu các bạn. Bởi vì hầu hết mọi người sẽ phải đi làm rất sớm. Nó cũng tùy vào cái tính chất công việc. Có công việc thì bạn phải đi làm từ lúc 1-2 giờ sáng. Có công việc bạn đi làm lúc trưa. Có công việc bạn đi làm theo giờ hành chánh. Nhưng mà nhìn chung á, mọi người họ ít có thời gian được đi nói chuyện với bạn bè. Mình gặp phải không? Ủa, có gia đình này trang trí Noel à. Quay cho mọi người coi nha. Yeah. Đơn sơ thôi các bạn. Nhưng mà đây là hiếm có một trong những cái nhà ở trong đây trang trí á. Sớm như vậy bởi vì cũng còn khoảng hai mấy ngày nữa mới tới. Nhưng mà nhà này trang trí nè bạn thấy không? Đơn sơ thôi, nhưng mà nhìn ấm cúm. Buổi tối họ sẽ mở đèn lên, sẽ đẹp hơn. Nói thì không phải là mình than cuộc sống ở đây nó cực, không phải đâu. Cuộc sống ở đây rất là thoải mái. Cái thoải mái đây là gì? Là bạn muốn làm gì cũng được, miễn không bị cấm thôi. Chúng ta có thể làm bất cứ những gì chúng ta muốn, miễn nó không phạm pháp. Đấy. Còn ở Việt Nam nhiều khi mình muốn làm nhiều thứ nhưng mà mình không thể làm. Đúng không? Nè. Ok.
hai chú. Hầu như trong đây là người Việt các bạn. Có nhiều người họ nói rằng ở Lido Sài Gòn không cần xài tiếng Anh. Hồi xưa lúc bạn chưa qua Mỹ, thực sự giờ bạn qua rồi bạn mới biết là xuống Lido Sài Gòn mình cũng không cần dùng tiếng Anh. Nếu mà ở đây mà bạn dùng tiếng Anh thì nó kỳ lắm, bởi vì khoảng hơn 90% người ở đây họ nói tiếng Việt rồi, ít ai dùng tiếng Anh đó các bạn. Vậy đây là thành phố của người Việt mà, nên mình cũng nên làm như vậy. Hầu như mấy nhà này trồng cam nhiều, có trồng chuối nữa. Mình nghe người thân ở Mỹ nói á, ngày xưa ở Mỹ bắp chuối mắc lắm, bởi vì lúc đó chưa có trồng được, bây giờ trồng được rồi, rẻ lắm các bạn. Bây giờ ở đây không thiếu gì đâu, ở Việt Nam có gì thì ở đây cũng có đó. Các bạn muốn ăn mắm cũng có, khô cũng có. Cái đường phía trước này họ đang làm các bạn, họ để bảng này. Thường họ sẽ để bảng rất là xa và họ để nhiều bảng lắm để cảnh báo cho mọi người biết là phía trước họ đang làm. Họ để bảng từ xa lại. Và thường cái đường ở bên đây dù có hư hay không hư, tới ngày bảo trì là vẫn phải làm. Nên là đúng tới ngày đó, cái đường đó khi mà họ làm xong họ sẽ có một cái đội xuống để nó kiểm tra các bạn. Và nó đánh giá là cái con đường này có thể sử dụng được bao nhiêu năm. Và đúng tới thời gian đó dù có hư hay không hư cũng phải sửa, cũng phải làm lại đường. Nên là ở đây những con đường hầu hết các bạn thấy nó rất là đẹp là bởi vì lý do tại vì vậy đó. Không phải là đợi tới hư mới sửa mà đúng tới ngày, tới giờ và tới cái hạn của nó là bắt buộc phải sửa, bắt buộc phải nâng cấp, phải làm lại. Và khi mà họ làm đường họ sẽ để cái bảng từ xa này để cảnh báo cho mọi người biết. Và hầu hết thì tất cả những con đường khi làm họ sẽ có một cái bảng, họ ghi là họ sẽ làm từ ngày nào cho đến ngày nào là kết thúc, và trong đó sẽ làm tốn bao nhiêu tiền, và họ sẽ đóng đường đó vào lúc nào. Và họ sẽ ghi luôn một câu rất là hay, đó là con đường này được làm do tiền thuế của bạn đóng. Rất là hay các bạn. Ok, bây giờ thì Bằng sẽ đi về. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Nếu các bạn muốn Bằng quay câu cảnh chỗ nào đó thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh ơi. Bye bye. Ây chà, anh nhìn đâu vậy? Bye bye anh ơi, bye bye. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.